Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày mùng 2 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cúm Vũ Hán Việt Nam vẫn nửa vời với lệnh cách ly xã hội. Quan sát tình hình chống dịch cúm Vũ Hán mấy ngày qua trên thế giới, ta có thể thấy các nước đều phải điều chỉnh, thậm chí thay đổi mạnh chiến lược, chiến thuật của họ. Mọi sự tự hào mang tính dân tộc, thể chế đều dần phải nhường chỗ cho nguyên tắc của ngành y là cứu người, bảo vệ sức khỏe, cộng đồng trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán tràn đến từ Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng quan sát các hành động của các quốc gia khác trong suốt thời gian qua sẽ thấy được điều đó. Đây là hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh, người dân tự nguyện giúp đỡ người nghèo những phần quà và câu nếu khó khăn hãy lấy một phần, nếu ổn xin bạn nhường lại. Đầu tiên là các nước ở châu Âu đều thay đổi quyết liệt. Đức từ chỗ rất tự tin vào chiến lược xét nghiệm ồ ạt và chỉ chặn giao thông quốc tế, nhưng thả lỏng bên trong để bảo vệ kinh tế đã dần chuyển sang cách ly, phong tỏa từng phần. Văn hóa coi thường khẩu trang ở Đức cũng đã bớt bảo thủ sau khi Áo ra lệnh đeo khẩu trang ở siêu thị và bệnh viện. Báo Đức đăng hình ảnh bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đeo khẩu trang như tín hiệu một chiếc xe tăng Đức chuyển hướng tiến công. Thụy Điển từng rất thoải mái để dân đi lại vì tin vào tính kỷ luật Scandinavia đã bị choáng bởi số lượng tử vong là 105 tính đến ngày 29 tháng 3. Chính quyền đã phải cho đóng cầu Oslo với Đan Mạch có lưu lượng 70.000 lượt người qua lại mỗi ngày. Chẳng cần bảo thì người dân cũng hạn chế đi lại. Mạng xe điện ngầm ở Stockholm giảm 50%. Tuy thế, nước này vẫn chấp nhận hàng quán mở, chỉ hạn chế tụ tập đông quá 50 người. Con số này quá lớn so với lệnh cấm tụ tập quá 10 người ở nước láng giềng Đan Mạch và 2 người ở Đức. Tóm lại, các nước dù tự hào về thế mạnh công nghệ, văn hóa đến mấy cũng đều xích lại gần nhau trong việc chọn các bước đi chống lại đại dịch này. Và riêng với Việt Nam, chiến lược mạnh tay khoanh vùng, nhiễm dịch, cách ly ngay các dương tính và hạn chế cửa vào qua biên giới đã kịch kim về hiệu quả của nó trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh bảng thống kê cúm Vũ Hán cho thấy tổng ca nhiễm đến hết ngày 1 tháng 4 năm 2020 đã gần 900.000 ca nhiễm và 44.000 ca tử vong. Và có lẽ những ngày tiếp theo thế giới sẽ chứng kiến con số 1 triệu ca nhiễm rất nhanh. Khi cúm Vũ Hán đã lan rộng ra cộng đồng, đều không tránh khỏi với một nước 95 triệu dân có biên giới dài với các quốc gia láng giềng đều có dịch và có giao thông hàng không tấp nập với châu Âu, Bắc Mỹ, những vùng dịch mới nghiêm trọng, thì chiến lược áp dụng chặn tìm cách cách ly người dính virus sẽ không giúp Việt Nam cầm cự được bao lâu. Cuối cùng thì chính phủ Việt Nam đã thừa nhận tình trạng đó không phải lỗi của ai riêng cả. Dù bệnh viện Bạch Mai có thể là biểu hiện của lỗi hệ thống y tế và ra các biện pháp mới nhất giống như châu Âu là giãn cách, cách ly xã hội và hạn chế giao thông nội địa. Khi cả quốc gia gần 100 triệu người bước vào công cuộc phong tỏa một phần thì nhiều vấn đề khác ngay lập tức nảy sinh. Đầu tiên là tính xuyên suốt của lệnh cách ly, giãn cách và giao tiếp. Văn phòng Chính phủ Việt Nam vừa ra lệnh đó, đồng thời có diễn giải khác lạ. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng khẳng định, việc thực hiện cách ly xã hội không phải là phong tỏa và cấm hoàn toàn người dân đi lại. Các cơ sở sản xuất tự quyết định hoạt động sản xuất và tự chịu trách nhiệm. Cách hiểu về cách ly này hoàn toàn khác với những gì đang diễn ra ở châu Âu. Không rõ có phải chính phủ Việt Nam sợ tác động đến kinh tế xấu hay sợ bị cho là nặng tay mà hướng dẫn nửa vời như vậy và thậm chí e ngại từ dùng phong tỏa. Trước đây, chính phủ Việt Nam không muốn dùng cụm từ đóng cửa biên giới để rồi phải xử lý hàng vạn lượt khách nhập cảnh và đến hôm nay thì cũng cấm các chuyến bay ngưng nhập cảnh đường bộ từ Campuchia và Lào. Đây là hình ảnh đường phố Sài Gòn ở quận 5 vào sáng ngày 1 tháng 4 vẫn có xe lưu thông sau lệnh phong tỏa một phần. Ở các nền dân chủ như Anh, người ta bàn công khai về tính độc đoán của các lệnh chống dịch hạn chế tự do cá nhân. Nhưng với nguyên tắc sức khỏe cộng đồng là trên hết, chính phủ của Boris Johnson của Anh sau khi giai đoạn có người nói là lung lay thì nay đã làm mạnh tay, rõ ràng và dứt khoát. Khẩu hiệu cho là toàn dân ở nhà làm việc từ nhà phải được tuân thủ toàn bộ. Đã làm việc từ nhà thì không ai ra phố đến cơ quan, công sở, doanh nghiệp
trừ khi tính chất công việc khiến bạn không thể làm từ nhà. Người dân chỉ được ra đường một lần, một ngày để tập thể dục, mua thực phẩm. Tiếp theo là chuyện chính phủ điện tử và làm việc qua mạng ở Việt Nam. Vì trình độ phát triển chưa bằng Tây Âu và Bắc Mỹ, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong các áp dụng cách làm việc ở nhà này. Sẽ không có ít công chức, cơ sở kinh doanh, công tư không làm việc từ nhà được vì khó nối mạng, vì chính phủ điện tử chưa hoàn thành hiện thực và nhất là đối với các tỉnh và huyện của Việt Nam. Và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 100% các bộ ngành địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh, 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đạt tỷ lệ 30% dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 4. Đây là hình ảnh bất chấp Thủ tướng chỉ đạo không tập trung trên 20 người từ ngày 28 tháng 3, thì bãi tắm ở Nha Trang ở Việt Nam vẫn đông nghịt người. Hình ảnh được ghi lại vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 2020. Giả sử một số vùng của Việt Nam đã đạt tỷ lệ dịch vụ hành chính công trực tuyến là 30% trước thời hạn 2025, thì còn 70% vẫn đang ngoài vùng phủ sóng. Một việc sở dĩ có thể làm được ngay là chính phủ Việt Nam cần giảm giá các dịch vụ về số liệu, truyền điện thoại và Internet. Ở Anh, ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công nghệ số Oliver Dent đã ra lệnh ngay lập tức bắt tất cả 5 đại gia viễn thông gồm có BT, Rikin, Sky và những hãng khác tăng băng tần, đẩy tốc độ truyền dữ liệu để các ngành y tế, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, gồm cả việc học trực tuyến từ nhà của học sinh, sinh viên không bị nghẽn mạch. Các công ty này cũng bị buộc phải chịu thiệt hại về tài chính và không được tăng giá theo các gói dịch vụ khác nhau, từ gói standard tới gói premium như trước đây với người dân Anh. Tóm lại, đường truyền phải đủ, đều và nhiều, giá cả không được thay đổi, làm trái bị cho là vi phạm lệnh cứu người. Trong lúc chờ đợi chính phủ điện tử quyết định tương tự như vậy ở Việt Nam, thì sẽ ngay lập tức giúp cho người dân và doanh nghiệp phải làm việc từ nhà và qua mạng một cách thiết thực mà cũng không gây khó khăn nhiều cho các công ty viễn thông vốn được Việt Nam ưu ái bấy lâu nay. Và so sánh tình hình ở châu Âu và Việt Nam, việc cách ly, giãn cách, giao tiếp sẽ buộc người Việt Nam thay đổi hoàn toàn tư duy vốn quá tự tin vào khẩu trang và chặn biên giới mà khá coi thường việc tụ tập đông người. Đây là hình ảnh quy định xe khách không được chở quá 20 người khiến công nhân Pogen ở thành phố Hồ Chí Minh phải chờ đợi xe quá lâu gây cảnh hỗn loạn vào hôm 30 tháng 3 năm 2020. Anh Lê Trung Tĩnh tại Anh đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Nghe nói ở Việt Nam vẫn còn có thể tụ tập dưới 30 người ở nhà hàng hay tập thể dục. Với trải nghiệm hiện giờ ở châu Âu đang phải ở nhà hoàn toàn, tôi thật sự khuyên ở Việt Nam nếu không có thật sự cần thiết, tức là thiết yếu cho cuộc sống như mua đồ ăn và uống, thì mọi người nên ở nhà. Tình hình diễn biến rất nhanh, nếu ở Việt Nam đang giữ được ở mức thấp thì cố gắng tiếp tục như vậy. Dẫu biết không tụ tập sẽ ảnh hưởng đến kinh tế nhưng bà con đỡ hơn vài ba bữa nữa có thể cả nước sẽ không ai ra khỏi nhà. Cúm Vũ Hán nó lây lan khủng khiếp lắm. Ảnh chụp các khu cách ly tập trung vẫn thấy nhiều nhóm tập thể thao cùng nhau ở môn đồng đội như đá bóng. Trong khu cách ly mà nằm sát giường nhau hoặc giường tầng thì làm cái gì đặt khoảng cách khoảng 2 mét? Không có. Ai cũng biết đeo khẩu trang và rửa tay giúp giảm lây lan chứ không đảm bảo 100%. Bạn không dính cúm Vũ Hán. Bạn còn dùng phương tiện công cộng, còn tới hàng quán, công sở thì nguy cơ lây nhiễm còn cao. Các cơ quan, văn phòng nhiều người đang dùng chung nhà vệ sinh, phòng họp, phòng ăn cũng là môi trường lý tưởng cho cúm Vũ Hán lây lan từ đây. Và vụ Bệnh viện Bạch Mai của Việt Nam và công ty cung cấp nước sôi Trường Sinh là một bằng chứng cho thấy chuyện đó cũng hoàn toàn đúng ở Việt Nam. Y tế Việt Nam có tiếng là của công nhưng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân gồm cả ăn uống, vệ sinh từ lâu đã phải do gia đình chăm lo, khiến cho con số người vào bệnh viện đông gấp nhiều lần ở các nước khác. Đây là hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai của Việt Nam, nơi phát sinh ổ dịch lớn nhất ở Hà Nội. Tại Anh chưa bao giờ thấy người nhà bệnh nhân được mang thức ăn vào cho họ và giờ thăm cũng rất hạn chế. Vì trên nguyên tắc môi trường bệnh viện là chỗ người ta không phải là bác sĩ và bệnh nhân thì không nên có mặt. Chính phủ Anh quy định rất rõ người dân cần tự cách ly khi bạn gặp những trường hợp như sau.
đang chờ kết quả xét nghiệm cúm Vũ Hán. 2. Có tiếp xúc gần gũi với người được xác nhận là đã nhiễm cúm Vũ Hán. 3. Vừa trở về từ những nơi nhiễm cúm Vũ Hán. 4. Có những biểu hiện nhiễm bệnh như ho liên tục hoặc sốt từ 37 đến 38 độ trở lên. Tiếp xúc gần được định nghĩa đơn giản là bạn ở gần người nhiễm cúm Vũ Hán trong thời gian 15 phút với cự ly 2 mét trở lại. Hoặc đối diện với người đó, cách ly có nghĩa là bạn không đi làm, đi học hay tới các địa điểm công cộng khác và tránh dùng giao thông công cộng hoặc xe taxi. Bạn cũng phải ở trong phòng riêng, tách khỏi các thành viên khác trong gia đình, cố gắng dùng nhà tắm, nhà vệ sinh vào các giờ khác khi họ dùng. Việt Nam cũng đang sắp sửa giống châu Âu với các lệnh cách ly, thậm chí sẽ cần phải phong tỏa đô thị và sẽ giảm bớt niềm tự hào về thành tích ban đầu để cùng nhịp với các quốc gia trên thế giới trong công tác bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Vì giáo hoàng Franz đã nói như sau: chúng ta đều ở cùng trong một con thuyền đang qua cơn bão dịch bệnh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.